Cá vàng hay còn gọi là cá ba đuôi là loài cá cảnh đẹp, dễ nuôi và được ưa chuộng nhất. Video này chia sẻ 10 hồ cá vàng đẹp nhất thế giới. Số của mỗi hồ chỉ là số thứ tự. Các bạn nhớ xem hết 10 hồ vì càng về sau các bể cá vàng càng đẹp và độc đáo. Hồ số 1, hồ này gồm 12 con cá vàng, toàn là cá Oranda. Đây là dòng cá vàng phổ biến nhất trên thế giới nhờ sự kết hợp của nhiều đặc điểm như kích thước, đầu to, bộ vây và màu sắc. Sự phối màu và bộ đuôi của cá là điểm độc đáo của hồ này. Có Oranda toàn thân màu đen, có con chỉ hai màu đen trắng, có con ba màu đen trắng đỏ, có con bốn màu đen vàng trắng đỏ. Tất cả các phối màu toàn bộ 12 con cá này tạo nên một hồ cá tuyệt đẹp. Cá phụ kiện gồm có 9 con hồng mi hay cá tên lửa và vượng hoàng ngũ sắc. Kích thước của bể cá này 133, 61, 50cm. Tranh trang trí là một người cầm kiếm chém quái vật dưới ánh trăng nên tạm đặt tên cho hồ là Ánh Trăng. Nếu bạn có ý hay về đặt tên hồ thì đừng quên để lại bình luận ở bên dưới. Hồ số 2. Trong hồ có 14 con cá vàng, gồm hai loại Limikin hay còn gọi là cá vàng mắt lồi đuôi bướm, vì chúng có đôi mắt lồi ra rất là độc đáo, và Ryukin là những con có lưng nhô lên cao nên người ta còn gọi đây là cá vàng gù. Cá nuôi chung gồm 3 loại. Thứ nhất là 6 con phượng hoàng ngũ sắc làm tăng màu sắc cho hồ. Thứ hai là 5 con cá thần tiên. Cá thần tiên hiền lành, bơi chậm, dễ nuôi chung với nhiều cá thủy sinh khác. Và thứ ba là một con táo đỏ gù. Kích thước của hồ 155, 60, 45cm. Hồ được trang trí để đón Giáng sinh sắp tới nên tạm gọi hồ này là hồ Giáng sinh. Nếu bạn có ý hay về tên hồ, đừng quên để lại bình luận ở bên dưới nhé. Hồ số 3. Hồ này gồm 16 con cá vàng với hai loại Oranda và Juanbao. Nổi bật nhất là bé Oranda lớn 5 ngón tay với nhiều màu sắc gồm đỏ, đen, trắng, xám, bạc, vàng, cam, vân vân. Nó được xem là cá trắng bể của hồ này. Tiếp đến là ba bé Oranda màu đỏ, vàng, cam. Những màu sắc này luôn tươi sáng và làm chúng nổi bật trong hồ. Còn lại 12 con Juanbao với đủ các màu sắc. Hồ có kích thước 120, 50, 50cm. Cá phụ kiện chỉ có một chú cá thần tiên. Cá thần tiên là loài cá sống theo đàn nên có lẽ nó cảm thấy lạc lõng trong hồ này. Điểm đặc biệt của hồ này là hai câu thơ như sau: vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau đến lúc bạc đầu còn thương. Do vậy hồ cá này được tên là Phu Thê. Nếu bạn có tên nào hay để đặt cho hồ thì đừng quên để lại bình luận ở bên dưới. Hồ số 4. Hồ này có 14 con cá vàng với các chủng loại khác nhau như Rancho, Juanbao và Oranda. Điểm nhấn của hồ này là hai con cá Oranda lớn nhất được xem là cá trắng bể. Một con Oranda màu đỏ toàn thân với một chút đốm vàng và trắng, và con còn lại màu đen trắng và vàng trên đỉnh đầu. Số cá còn lại là Rancho và Juanbao. Các phụ kiện gồm có 3 con cá thần tiên, một đàn cá chuột cà phê nhằm vệ sinh tầng đáy, một con hồng mi bơi như tên lửa, một con phượng hoàng ngũ sắc và 4 con cá điện quang. Kích thước hồ này là 120, 55, 55cm. Phía sau là một tòa nhà như là một cung điện tọa lạc trên một hồ nước thơ mộng. Do đó đặt tên hồ cá này là Hoàng Gia. Nếu bạn có tên nào hay để đặt tên cho hồ cá này thì đừng quên để lại bình luận ở bên dưới. Hồ số 5. Tổng số cá vàng trong hồ là 25 con. Điểm đặc biệt của hồ này là con Ryukin. Đây là cá trắng bể của hồ. Nó có đuôi dài, toàn bộ màu sắc trên thân của nó chỉ có một màu đỏ máu. Chủ nhân của hồ cho biết nhiều người rất là thích chú cá này và đã trả 15 triệu nhưng không bán. Tiếp đến là 16 con Rancho. Các bạn để những con không có vây trên lưng. Hai con Juanbao. Đây chính là hai bố con ruột của nhau.
6 con cá sát chu. Sát tức là cá mập đó. Sát là dòng cá ranh chu, nhưng nó chỉ có một cái vây ở trên lưng, trong khi ranh chu không có vây trên lưng. Và cái vây trên lưng của nó chỉ là một vây nhỏ thôi, giống như là cá mập vậy. Cho nên người ta gọi đây là sát chu. Sát chu là quá trình lai tạo cá ranh chu, nhưng là một dạng đột biến của nó. Mặc dù đột biến hay là lỗi, nhưng đây là lỗi hiếm và độc đáo, cho nên cá sát chu thường có giá cao hơn so với ranh chu. Kích thước của bể này là 145-55. Chủ nhân của hồ này đặt là Sin Fish. Nhưng nếu bạn có ý nào hay hơn thì đừng quên để lại bình luận ở bên dưới. Hồ số 6. Trong hồ này có 8 con cá vàng, bao gồm 2 loại: 5 con cá vàng Rancho và 3 con cá vàng Oranda. Cá vàng Rancho còn có tên gọi khác là cá vàng Lan Thọ. Điểm đặc biệt dễ nhận biết của cá Rancho với các loại cá vàng khác là trên lưng của nó không có vây. Do thân hình mập tròn, trên lưng không có vây, dáng bơi chậm, nên người chơi cá gọi chúng là những con heo nước. Trong hồ cũng có một con Oranda lớn nhất chấn bể. Oranda màu đỏ trắng làm cho hồ thêm lung linh. Cá phụ kiện là cá chuột. 4 con cá chuột này sẽ phụ trách dọn dẹp đáy hồ. Cá chuột này là chuột cà phê, chúng rất là siêng năng. Nhược điểm của cá vàng là y nhiều, nên nuôi cá vàng là làm sao để dẹp được phân của chúng, thì ngoài cá chuột cũng nên thay nước thường xuyên. Hồ này được trang trí bởi một chú gấu. Chú gấu có ánh mắt nhìn xa xăm, như đang nghĩ ngợi một điều gì đó rất khó giải quyết. Chắc nó nghĩ con mồi ở gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời. Chủ nhân của hồ này không biết đặt tên gì, mời bạn đặt giùm. Hồ số 7. Hồ này có quá nhiều cá nên không đếm hết. Trong hồ có 4 con ryokin size 5 ngón với đủ các màu sắc trắng, đỏ, cam, đen. 6 con Oranda, trong đó có một Oranda shotgun 6 ngón, Tiger. Nó mập đến nỗi mà mắt nó híp không thấy đường bơi luôn. Một con Oranda loại Tancho 4 ngón và 4 con Oranda 3 ngón tay. 3 con mắt lồi đuôi bướm. Một con Rancho. Trong hồ này đặc biệt có một con Junbao Tiger 6 ngón. Đây là Junbao cực lớn. Dòng cá này có vây lưng và đuôi khá ngắn. Cá phụ kiện là một đàn cá tên lửa. Chúng bơi nhanh như tên lửa vậy. Đây là loài cá bơi theo đàn. Hồ cá này tạm đặt tên là Đồng Xanh. Các bạn có ý nào hay để đặt tên cho hồ thì đừng quên để lại bình luận ở bên dưới. Hồ số 8. Có tất cả 15 loài cá trong hồ này. Hồ này đặc biệt ở chỗ cá vàng nuôi với rất là nhiều cá khác nhau, như cá đĩa, táo đỏ gù, cá hồng mi, cá sê can, cá bảy màu, cá ngân bình, cá neo vua, cá long phiên, phượng hoàng và 4 loại cá chuột khác nhau để dọc bể. Cá vàng thì cũng có rất là nhiều loại như là Junbao, Rancho, Ryokin, mắt lồi đuôi bướm và thủy bao nhãn. Cá vàng thủy bao nhãn là một trong những giống cá rất là đặc biệt. Chúng còn có tên gọi khác là cá vàng mắt bong bóng, vì mắt của loài cá này có 2 cái túi phồng to chứa đầy chất lỏng. Các bong bóng này rất là dễ vỡ và khi nước quá lớn sẽ cản trở việc quan sát và bơi lội của cá vàng. Hồ này tạm đặt tên là Cổ Xưa. Các bạn có ý nào hay thì đừng quên để lại bình luận ở bên dưới. Hồ số 9. Hồ này gồm 13 con cá, trong đó có một con cá Rancho màu trắng, một Ryokin đỏ trắng và 11 Oranda đủ các màu sắc. Cá phụ kiện gồm 5 con cá hồng mi hay là cá tanh lửa. Đây là loài cá bơi theo đàn và bơi rất là nhanh. Trong một môi trường mà có nhiều cá trong khi không gian lại không rộng, mới thấy khả năng điều khiển dần đột ngột lạng lách một cách chính xác của loài cá này. Loài cá phụ kiện thứ hai là cá thần tiên. Cá thần tiên thì di chuyển nhẹ nhàng như vốn bản tánh của chúng. Cách di chuyển của loài cá này như không màng đến thế sự. Chúng trút bỏ mọi sân si, hỉ nộ, ái ố ở đời, vì chúng là thần tiên mà. Trang trí phía sau là hình ánh trăng vàng rất tròn và có một kiếm khách đứng đội chiếc nón lá, giơ thanh kiếm như đang chuẩn bị một trận chiến. Với những hình ảnh đó cho thấy kiếm khách đang đứng trên đỉnh núi rất là cao.
Cách ăn mặc cũng cho thấy đây là nữ kiếm khách, nên tạm đặt tên hồ này là nữ kiếm khách. Các bạn có ý nào hay để đặt tên cho hồ thì đừng quên để lại bình luận ở bên dưới nhé. Hồ số 10. Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn về một hồ mà khác biệt với chính cái hồ kia. Đó cũng là điểm đặc biệt của hồ này. Được làm bằng xi măng, chỉ có một mặt kính để ngắm cá thôi, trong khi chính hồ kia là đều làm bằng kính. Và thứ hai là nó đặt ở ngoài trời, ở trong sân vườn nhà. Xung quanh là cảnh quan cây xanh rất là dịu mắt và đầy sức sống. Trong hồ có 18 con cá vàng với các loại như Oranda, Rancho và Ryokin. Nhìn theo hướng từ trên xuống, hay gọi là top view, bạn sẽ thấy cá xòe đuôi rất là đẹp với nhiều loại đuôi khác nhau như đuôi bướm, đuôi hoa lan, đuôi lụa. Cá phụ kiện cũng có một đàn hồng mi. 7 con cá hồng mi này lướt nhanh như gió. Trái ngược với cá hồng mi, cá phụ kiện thứ hai là 4 con cá thần tiên lại di chuyển nhẹ nhàng. Hồ này không dùng hệ thống sủi oxy mà tạo oxy bằng cách để cho nước chảy vào hồ. Như vậy hồ như là đang trong môi trường tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên đăng ký, like và chia sẻ.